Bạn có bao giờ gặp con robot nào thế này chưa? Vừa xinh đẹp dễ thương lại còn rất trung thành. Bất kể chủ nhân có đi đến đâu thì cũng âm thầm đi theo đến đó. Đã vậy khi đi còn mang theo cả vựa trái cây, vô tình khiến những thanh niên khác lúc nào cũng trong tình trạng sùi bọt mép. Mặc dù đây là bộ phim hài sẽ khiến bạn phải cười đến chảy nước mắt, nhưng cái kết lại vô cùng cảm lạnh. À nhầm, cảm động. Mời các bạn cùng mình xem phim ngay thôi nhé. Vào một đêm không trăng không sao, cậu bé Siam nghe thấy tiếng động lạ nên tò mò đi xung quanh nhà kiểm tra. Cuối cùng cậu mở một cánh cửa, nơi cậu nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đang chơi bập bênh với một cô gái. Nhân vật đáng sợ đó tiến đến gần Siam và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy đe dọa, nhưng hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Cha của Siam liền bước vào phòng và bảo anh hãy giữ im lặng, thì ra ông ấy là diễn viên phim người lớn và đang có set quay ở phòng bên cạnh. Siam ở bên này có thể nghe vanh vách từng âm thanh một, nhưng một lúc sau, ông ấy bất ngờ lên cơn đau tim và qua đời ngay lập tức. Các nhân viên y tế nhanh chóng có mặt để đưa ông ấy lên xe cứu thương. Cô bạn thân Lisa cũng có mặt để an ủi Siam. Những ngày sau đó, báo chí đăng tải những bài viết tưởng nhớ ngôi sao phim người lớn đã qua đời. Vào một buổi sáng, Siam phát hiện có một chiếc hộp lớn được đặt trước cửa nhà mình. Sau khi anh mang nó vào bên trong, chiếc hộp lại đột nhiên rung lên dữ dội. Anh liền mở gói hàng và cẩn thận gạt bỏ những viên mút xốp trên bề mặt, để lộ hai trái bưởi của một người phụ nữ. Khi anh định chạm vào món đồ đó, bất ngờ có một bàn tay nắm lấy cổ tay anh. Siam sợ hãi lùi lại và một cô gái xinh đẹp bước ra khỏi hộp. Bằng tiếng Nhật, cô ấy tự giới thiệu mình là Anna và nói rằng, em đây sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh yêu cầu. Không chần chừ, Siam nghe xong liền sợ hãi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Anh vô tình va phải chú Jin, một nhà khoa học và cũng là bạn của cha Siam. Người đàn ông lớn tuổi cuống cuồng hỏi Siam có mở gói hàng ra không, và có chạm vào hai trái bưởi của con robot không. Trước khi anh kịp trả lời, Anna đã lao ra đè anh xuống đất và bắt đầu chạm vào cơ thể anh một cách kỳ lạ. May mắn có chú Jin hướng dẫn anh đọc mật mã để tạm thời vô hiệu hóa robot. Vài phút sau, chú Jin cho biết Anna là búp bê trí tuệ nhân tạo mà ông ấy và cha của Siam đã phát triển. Chú Jin nói rằng con robot được gửi đến đây để ngôi sao phim người lớn sử dụng thử, vì họ đã lên kế hoạch giới thiệu nó với các nhà đầu tư. Tuy nhiên bây giờ cha của Siam đã qua đời, anh lại vô tình mở gói hàng và chạm vào con robot. Giống như chiếc điện thoại di động chỉ nhận diện được dấu vân tay của chủ nhân, chú Jin bây giờ không thể lấy lại nó được nữa. Bối rối, Siam liền hỏi anh phải làm gì tiếp theo. Và chú Jin nói rằng anh phải đóng gạch xây nhà với nó, để chứng minh cho các nhà đầu tư thấy rằng nó hoạt động tốt. Siam đương nhiên từ chối, nhưng chú Jin cho biết nếu không làm vậy, họ sẽ phải trả lại cho mỗi nhà đầu tư 50 triệu bạc Thái. Để trấn an Siam, chú Jin đảm bảo rằng anh chỉ phải đóng gạch xây nhà với Anna một lần duy nhất, là mọi vấn đề của họ đều sẽ được giải quyết ngay. Tuy nhiên, Siam chợt nhớ lại khoảnh khắc trong phòng vệ sinh của trường, nơi một nữ sinh chạm vào anh và nói rằng cô ấy muốn ngủ với anh, nhưng vì quá hồi hộp căng thẳng, Siam đã vô tình đánh giấm một phát khiến cô gái mất hứng nên quay xe ngay lập tức. Đã vậy còn có hai thằng cờ hó xuất hiện chế nhạo anh, con trai của ông vua phim con heo không ngờ lại là chiến thần đánh giấm. Chính vì vậy, chú Jin đưa cho Siam cuốn sách hướng dẫn sử dụng con robot, còn nhắc anh hãy thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Thái, để anh và con búp bê có thể dễ dàng giao tiếp với nhau. Nói xong ông ấy tức tốc bỏ chạy vì sợ Siam lại đổi ý. Sau đó chú Jin kiểm tra camera được gắn trên người Anna và thấy anh đang đọc hướng dẫn sử dụng. Vài phút sau, Siam xoa lưng Anna để truy cập cài đặt của cô ấy, thay đổi thành công ngôn ngữ của cô ấy sang tiếng Thái. Bây giờ họ có thể giao tiếp được rồi. Siam hỏi con robot còn bao nhiêu pin, vì vậy Anna cho xem số pin là 94% ở đùi trong của cô ấy, để con robot hết năng lượng và không thể làm phiền anh được nữa. Siam đã ra lệnh cho cô thực hiện một số bài tập thể dục khác nhau. Sau vài tiếng thì cuối cùng Anna cũng hết năng lượng, nói rằng cô ấy chỉ còn 5% pin trước khi tắt nguồn. Anh liền đến gần con búp bê và nhận ra rằng cô ấy quá nóng, nên anh đã đắp chăn cho cô ấy rồi thay quần áo đến trường. Nhưng không dễ thoát vậy đâu con trai. Sau khi Siam rời đi, chú Jin đã lẻn vào nhà và lắp một cục pin siêu trâu siêu bền bỉ cho Anna. Xong xuôi, ông ấy còn lập trình cho con búp bê đi tìm Siam trong trường đại học. Vì vậy Anna phóng nhanh như tên lửa chạy về phía trường. Trong lớp học, những người bạn của Siam là Penguin, Pop và Lisa tranh luận về dự án phim của họ. Đột nhiên Anna bước vào, buộc Siam phải giới thiệu cô là em gái mưa của anh. Penguin và Pop ngay lập tức say mê trước vẻ đẹp của Anna, còn hỏi cô ấy có ăn cơm như người bình thường không sao mà đẹp thế. Trong khi Lisa thì khó chịu thắc mắc tại sao Siam không bao giờ nhắc đến Anna trước đây, mặc dù họ là bạn với nhau từ khi còn nhỏ. Sau khi tan học về nhà, Siam liền hỏi con búp bê sạc pin bằng cách nào. Anna cho biết chú Jin đã thay pin khác cho cô ấy. Khi anh hỏi pin của cô được cất ở đâu, Anna liền bắt đầu cởi cúc áo, nên Siam ngay lập tức bảo cô dừng lại. Đúng lúc đó Lisa cũng đến nhà. Cô nàng vừa định trách mắng anh lén lút nuôi bình bịp trong nhà thì đột nhiên, con robot giang rộng chân để lộ vị trí đặt pin của cô ấy, khiến Siam và Lisa vô cùng sốc. Vài phút sau, Siam giải thích tất cả mọi chuyện với cô bạn thân.
Thế là cô ấy đề nghị anh nên để Pop hoặc Penguin ngủ với con robot, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Anh nói rằng Anna đã được cài đặt một hệ thống bảo vệ an toàn, có nghĩa là cô ấy sẽ tấn công bất kỳ ai không phải là chủ sở hữu của mình. Không tin vào lời Siam nói, Lisa cố gắng chạm vào hai trái bưởi của con búp bê, nhưng kết quả là cô đã bị điện giật văng ra xa cả trăm mét. Tối đêm đó, Anna cố gắng ngủ với chủ nhân của mình. Cô ấy còn tính toán được rằng có 75% khả năng điều đó xảy ra. Tuy nhiên, khi cô chui vào chăn để làm hài lòng anh, nó lại khiến Siam cảm thấy khó chịu và anh nhớ lại giấc mơ của mình với người đàn ông đeo mặt nạ. Đột nhiên con robot gặp trục trặc và đứng yên bất động, nên anh có cơ hội chuồn đi ngay lập tức. Ngày hôm sau, chú Jin xem lại camera và nhận thấy sự vụng về thiếu kinh nghiệm của Siam. Thế là ông quyết định gọi cho Tưng Tưng, một ngôi sao hàng đầu trong làng phim con heo nhưng đã nghỉ hưu, để cô dạy cho cháu trai của ông những kỹ năng cần thiết. Nghe có vẻ thú vị nên người phụ nữ đồng ý nhận việc. Cuối ngày hôm đó, Tưng Tưng tìm đường đến nhà Siam. Tất cả những người đàn ông trên đường đều không nói nên lời khi cô đi lướt ngang qua họ. Khi này, Anna cũng khởi động trong phòng ngủ, thông báo rằng hệ thống của cô ấy đã được nâng cấp. Vừa gặp được Siam, Tưng Tưng liền xúc động kể về người cha quá cố của anh. Sau khi biết được việc Siam thường đánh giấm mỗi khi hồi hộp căng thẳng, nên Tưng Tưng đã hướng dẫn anh lặp lại những câu hô hào quyết liệt, để khuyến khích anh không sợ khi ở bên bất kỳ cô gái nào. Rồi sau đó chộp lấy tay anh đặt lên hai quả dừa xiêm của cô. Đột nhiên Anna xuất hiện từ phía sau, giải quyết tiểu tam Tưng Tưng chỉ trong một nốt nhạc, thấy tình hình có vẻ lành ít dữ nhiều. Tưng Tưng quyết định rút lui chờ thời cơ khác, còn bảo Siam hãy gọi cho cô ấy bất cứ khi nào anh cần lời khuyên. Khi rời đi, cô ấy gọi điện cho chú Jin để thông báo với ông rằng cô ấy đã thất bại trong nhiệm vụ lần này. Nhưng cô này đi thì cô khác tới. Lisa xuất hiện với khuôn mặt được trang điểm lồng lộn, đã vậy còn mặc đồng phục như là làm cùng ngành với Tưng Tưng. Thì ra cô ấy đến đón Siam đi học, nhưng đi đâu thì cũng phải có Anna đi cùng. Khi hai cô gái vừa bước vào trường, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của các nam sinh. Vì không muốn bọn họ tiếp tục sùi bọt mép và có nguy cơ chảy máu mũi, chủ tịch hội nữ sinh thanh lịch là Jatana đã chặn Lisa và Anna lại, yêu cầu họ phải thay quần áo trước khi vào lớp. Trong lớp học điện ảnh, giáo viên giao nhiệm vụ cho nhóm của Siam thực hiện một bộ phim nói về sự nguy hiểm của các hoạt động gần gũi trước hôn nhân. Lúc đầu cả nhóm từ chối, nhưng giáo viên hứa sẽ cho họ điểm A nếu họ làm tốt. Jatana cũng được phân công giám sát dự án này. Sau đó, cả nhóm đến nhà Siam vì anh đã có sẵn thiết bị trong studio của người cha quá cố. Và khi mọi người không để ý, anh đã cầu xin Lisa đừng nói cho họ biết về bản chất thật của Anna. Vừa về đến cổng là cả nhóm đã nhìn thấy Tưng Tưng. Penguin ngay lập tức dụi mắt để chắc chắn đây là sự thật. Ôi mẹ ơi, thần tượng của tôi. Tối nào tôi cũng phải tốn rất nhiều khăn giấy vì xúc động khi xem phim của cô ấy. Nói xong anh liền tự tin bước tới giới thiệu bản thân. Cả nhóm nhìn thấy chỉ biết cạn lời. Bên trong studio, bạn bè của Siam vô cùng choáng ngợp trước nhiều loại đồ chơi và đạo cụ khác nhau. Ngay sau đó, cả nhóm thảo luận về cốt truyện của bộ phim. Tưng Tưng nói rằng cô ấy không hiểu tại sao lại phản đối hoạt động gần gũi trước hôn nhân. Tốt hơn hết là nên ủng hộ việc chơi bập bênh an toàn và có trách nhiệm. Tối đêm đó, con robot mời gọi Siam chơi bập bênh với cô, nhưng anh lại phớt lờ và chỉ tập trung vào bài tập ở trường. Khi cô hỏi Siam điều gì đang làm anh lo lắng, anh liền chia sẻ những lo ngại của mình về khoản nợ 50 triệu bạc Thái. Anh còn đổ lỗi cho những rắc rối này đều xuất phát từ cha mình. Có thể mọi người sẽ nghĩ, việc được làm con trai của ngôi sao phim con heo nổi tiếng là điều tuyệt vời. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên, Siam nhấn mạnh rằng dù cha anh có những khuyết điểm, nhưng ông ấy vẫn luôn yêu thương anh. Ngược lại, Anna cho biết cô đang gặp khó khăn trong việc hiểu được tình yêu. Vì vậy Siam đã giải thích rằng, một người thực sự yêu ai đó khi họ có thể chấp nhận cả những điểm tốt và xấu của đối phương. Anna ngay lập tức xử lý thông tin đó và lưu nó vào hệ thống của mình. Ngày hôm sau, khi cả nhóm đang quay phim anh thợ sửa máy lạnh may mắn, Lisa đã bí mật thoa dầu làm trơn sàn trước khi gọi con robot đến. Tuy nhiên, Jatana cũng tài lanh chạy tới và thế là cả ba cùng nhau té ngã. Và kết quả là con búp bê đã bị đứng hình vì cú ngã đã làm chấn thương đầu. Sau khi gọi cho chú Jin để nhờ giúp đỡ, Siam đã làm theo lời ông ấy, khởi động lại con robot và yêu cầu nó sắp xếp lại dữ liệu. Vài phút sau, Anna ngồi bật dậy và nói rằng cô ấy vẫn ổn. Cô ấy còn hỏi có phải Lisa làm vậy là vì ghét cô ấy không? Nhưng Siam nghĩ rằng Lisa không có ý làm tổn thương Anna đâu. Mặc dù cô ấy có vẻ kiêu ngạo, nhưng thực ra cô ấy là một người rất tốt bụng. Sau đó, con búp bê hỏi anh có yêu Lisa không? Siam nói rằng anh yêu cô ấy như một người bạn và rất biết ơn, vì cô ấy đã ở bên cạnh anh trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Anh nhớ lại khoảnh khắc Lisa đã an ủi anh, sau khi anh bị bạn cùng lớp bắt nạt trong nhà vệ sinh. Khi Siam đứng dậy rời đi, cô yêu cầu anh ở bên cạnh cô trong khi cô sạc pin. Thế là cả hai đã ôm nhau trên giường. Sáng hôm sau, tại trường, Lisa xin lỗi con robot vì chuyện hôm qua, nhưng Anna nói rằng cô ấy không để bụng.
Khi Lisa hỏi tại sao cô ấy không tức giận, Anna đã phát lại cuộc trò chuyện giữa cô ấy với Siam tối qua, khi anh ấy nói Lisa là một người rất tốt bụng. Điều đó khiến Lisa nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Siam, anh đã kịp thời cứu cô khỏi một tên biến văn thái bằng cách đá vào cái chân giữa của hắn. Lisa nói Siam như một vị anh hùng, luôn âm thầm bảo vệ cô bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu. Trước khi rời đi, Lisa khẳng định lại lần nữa rằng cô và Anna là kẻ thù, vì họ đang cùng tranh giành một củ khoai. Tối đêm đó, con búp bê mặc bộ trang phục màu đen gợi cảm và lại mời gọi Siam. Khi nhận ra anh quá bận rộn với việc học ở trường, thế là cô bắt đầu dọn dẹp phòng để cho anh mất tập trung. Sau đó, cô tính xác suất chơi bập bênh của anh là 88%. Có vẻ như Siam cũng muốn một lần giải quyết cho xong, nhưng vì Anna tiếp cận quá hung hãn, khiến cho Siam chưa ra đến chợ đã hết sạch tiền, nên anh chỉ còn biết xấu hổ bước ra khỏi phòng. Ngày hôm sau, Pop mang rượu đến buổi họp nhóm của họ. Lisa biết anh ta có ý định chuốc say Anna, nên đã khuyến khích anh ta tiếp tục thực hiện kế hoạch đó. Sau một vài ly xã giao, Tưng Tưng xin phép ra ngoài một lát, nên những người khác liền bảo Penguin chạy đi kiểm tra xem cô ấy có ổn không. Vài giây sau, Lisa nói với Siam rằng cô ấy cảm thấy không khỏe nên muốn nghỉ ngơi. Thế là anh đã đi theo cô ấy về phòng. Khi Anna đứng lên định cùng đi theo, Pop đã lập tức ngăn cản và bảo cô ở lại. Anh ta nói với Anna rằng Siam thích phụ nữ uống rượu, nên con robot liền chộp lấy cái chai và uống cạn nó. Nhưng chất lỏng đã khiến cô gặp trục trặc và đứng hình. Pop liền coi đó là cơ hội để được chơi bập bênh với Anna. Từ phòng thí nghiệm, chú Dinh được cảnh báo rằng có người khác đang chạm vào con robot, nên ông ấy lập tức gọi cho Siam. Khi này Lisa định gạo nấu thành cơm với Siam, nhưng anh đã đẩy cô ra và trả lời điện thoại. Chú Dinh bảo anh hãy đi tìm Anna ngay lập tức, vì nếu có ai khác chơi bập bênh với cô ấy, hệ thống bảo vệ an toàn của cô ấy có thể giết chết người đó. May mắn thay, Siam đã đến kịp thời để cứu người máy khỏi tay bạn mình. Anh trách mắng Pop vì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc chơi bập bênh với các cô gái, nhưng anh ta lại cho rằng việc mình muốn chơi bập bênh với một cô gái xinh đẹp là điều bình thường, còn việc Siam từ chối mới là điều kỳ lạ. Bộ mày không phải là đàn ông hay gì? Chính vì vậy, Siam đành tiết lộ rằng Anna là một người máy. Anh còn tức giận hỏi thằng bạn mình có 50 triệu bạc Thái không? Nếu có thì anh đây sẵn sàng nhường Anna cho anh ta, vì anh đã quá mệt mỏi với cái gánh nặng này rồi. Vừa dứt lời, Siam chợt nhận ra mình đã vạ miệng và Anna đã nghe thấy những lời nói đó, nên anh cố gắng xin lỗi con búp bê, nhưng cô ấy đã bật khóc và tát anh. Sau đó cô ấy buồn bã chạy ra khỏi phòng. Lisa hiểu được tình hình nên yêu cầu Siam nhanh chóng đuổi theo Anna. Ở bên ngoài, Anna đau khổ và ước gì mình không thể cảm nhận được những cảm xúc buồn bã. Khi cô chạy ra đường thì đã không may bị một chiếc xe tông vào. Ngay sau đó, chú Jin thông báo với Siam rằng bo mạch chủ của Anna đã bị hư hỏng nghiêm trọng, nên ông sẽ phải đưa cô ấy trở lại phòng thí nghiệm. Ông còn nói thêm rằng việc sửa chữa có thể sẽ xóa sạch ký ức của Anna, và cô ấy sẽ không nhớ đến Siam là ai nữa. Chú Jin nói rằng mọi thứ đã kết thúc và xin lỗi Siam vì đã gây ra mọi rắc rối cho anh. Mặc dù Siam rất buồn khi nghe tin này nhưng không còn cách nào khác. Đúng như dự đoán, con robot đã trở lại cài đặt gốc như ban đầu và không còn nhớ đến Siam nữa. Chỉ còn một cách có thể khôi phục lại ký ức của Anna, đó chính là kết nối sóng não của cô ấy với Siam. Mặc dù chú Dinh cảnh báo quá trình này rất rủi ro, nhưng Siam vẫn muốn quyết tâm thực hiện. Khi chìm vào giấc ngủ, anh nhìn thấy Anna đang bước đi phía trước. Siam lập tức đuổi theo cô ấy, nhưng anh bỗng nhớ lại sự việc trong phòng vệ sinh. Thay vì cảm thấy xấu hổ, lần này anh đã mạnh mẽ đứng lên bảo vệ mình trước những kẻ bắt nạt. Sau đó Siam thấy mình xuất hiện ở nhà, nơi anh trở lại thời thơ ấu và nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ đáng sợ, nhưng hóa ra đó chỉ là cha anh đang đóng phim mà thôi. Cuối cùng, Siam tìm thấy Anna đang bất tỉnh trên giường. Anh nói với con robot rằng mặc dù họ chỉ mới biết nhau một thời gian ngắn, nhưng anh rất biết ơn vì cô ấy đã bước vào cuộc đời anh. Anh rơi nước mắt cầu xin cô ấy hãy tỉnh dậy, để anh có thể xin lỗi vì những lời nói tổn thương mà anh đã thốt ra. Trước sự ngạc nhiên của Siam, Anna đã tỉnh dậy và ôm anh. Trong khi đó ở thế giới thực, Anna cũng ôm lấy anh trong vòng tay ấm áp. Kết phim, Siam không còn phải lo lắng về khoản nợ 50 triệu bạc Thái nữa, vì một nhà sản xuất người Mỹ đã đề nghị mua lại bản quyền tất cả các bộ phim của cha anh. Pop và Zatanna cuối cùng cũng trở thành một đôi, còn Penguin thì đã chinh phục được Tưng Tưng và cả hai vô cùng hạnh phúc. Trong khi Lisa và Anna từ kẻ thù đã trở thành bạn thân, còn sau này có thành một cặp bách hợp hay không thì Bạch Tuyết cũng không biết. Bạn nghĩ sao về bộ phim này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.